Hàng triệu tấm lòng đang hướng về miền Trung trong thời điểm này. Các hoạt động từ thiện sôi nổi, rộng khắp đã và đang mang lại hơi ấm của nghĩa đồng bào và cũng là để chung tay giúp đỡ cho bà con sớm ổn định cuộc sống sau những mất mát không thể đong đếm được. Nhưng cũng từ đây, một số hoạt động từ thiện chưa đúng cách cũng đã xuất hiện, vừa không đạt được mục đích cứu trợ lại còn gây ra những phiền toái thậm chí là tổn thương cho cộng đồng. Đây là quần áo từ thiện mới được gửi về xã Hướng Hóa, huyện Hướng Sơn, tỉnh Quảng Trị trong đợt lũ lụt vừa qua. Bà con ở đây đa phần là người dân tộc. Có lẽ họ không biết phải mặc những chiếc quần, áo, váy, thậm chí là váy hai dây này như thế nào. Nên cuối cùng chúng được vứt vào ven đường. Chị Lại Thị Việt, người ghi lại những hình ảnh này, cũng là người làm từ thiện nhiều năm. Có một số anh chị nói như này tôi cũng không đồng tình quan điểm là người ta cho thì cái đồ không mặc nữa người ta mới cho, chứ còn đồ mặc được đời một người ta cho, cái đó là hoàn toàn sai bạn ạ. Thật sự là để mà phải nhận đồ cứu trợ là cái đó ngoài sự mong muốn, thì làm sao đó đừng để tổn thương nhau. Những chai nước, gói mì ngày bão lụt thật quý giá hơn vàng. Nhưng trong những ngày nước dâng cao, hầu hết các đoàn từ thiện chỉ tới được những địa điểm gần đường, dễ tiếp cận. Những người ở sâu, ở xa, nghèo đói nhất, nguy hiểm nhất, chỉ có thể trông chờ vào lực lượng cứu hộ của địa phương. Vô tình có những so sánh, tủi thân giữa những người cùng làng, cùng xóm khi bão lũ qua rồi. Đặc biệt là người già và trẻ em, họ không thể lội giá để mà nhận cái cứu trợ thì nó rất là thiệt thôi. Và chúng tôi thấy rằng là nếu mà cứ như vậy, ồ ạt như vậy thì nó cũng tạo ra một cái hệ lụy là những cái mất tình cảm đoàn kết xóm giềng sau lũ đấy ạ. Còn đây là câu chuyện được chia sẻ trên một trang cộng đồng lớn. Có đoàn tình nguyện chở đồ vào miền Trung, yêu cầu lực lượng chức năng phải cung cấp tàu thuyền để phân phát cho bà con. Yêu cầu không được đáp ứng vì tàu còn phải dùng để cứu người khẩn cấp. Thế là nhóm lấy điện thoại, live stream trên mạng xã hội, kết tội cán bộ địa phương. Cứu trợ đồng bào mà chính quyền ở đây không hỗ trợ đoàn, không hỗ trợ đoàn từ thiện từ tỉnh Đắk Nông đây là ngàn cây số. Gây không chỉ tổn thương cho những người trực tiếp phải chịu trách nhiệm công việc đó mà còn làm ảnh hưởng đến cái niềm tin xã hội của toàn bộ cái hệ thống trợ giúp mà chúng ta có thể xem như đang được dang ra để phục vụ với cái nỗ lực cao nhất cho những cái công việc thiện nguyện này được kết thúc. Đúng người, đúng lúc và đúng cách. Từ thiện không chỉ là câu chuyện của trái tim. Vâng, từ thiện thì không chỉ đơn thuần là câu chuyện của trái tim. Điều này hoàn toàn đúng sau khi mà chúng ta vừa xem xong phóng sự vừa rồi. Số quần áo mà bà con bỏ đi như thế này và chất thành đống như thế thì cá nhân tôi tin rằng nó cũng xuất phát từ suy nghĩ san sẻ của người cho đấy. Nhưng mà chúng ta lại thấy rất là rõ rằng là cho thì cái gì đúng mà bà con cần thì mới có ích. Ai lại cho quần áo thì toàn ren với hai dây thì mặc sao được. Nhưng mà câu chuyện thì không dừng lại ở đây. Việc làm từ thiện tự phát còn có thể khiến cho chính bà con xô xát nữa. Và thậm chí còn đánh luôn cả trưởng thôn vì cho rằng là phân chia đồ cứu trợ không công bằng. Ông Lợi, trưởng thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa xuất viện. Làm việc với cơ quan công an, ông cho biết vừa qua xảy ra xô xát với một số bà con trong thôn. Lý do là việc phân bổ đồ từ thiện chưa đúng đối tượng, do nhiều đoàn từ thiện đến nơi mới gọi cho xã, thời gian gấp khiến công tác phân bổ không đồng đều. Nhưng mà xã điện cho tôi là khoảng cái lúc đó là khoảng cỡ 12 giờ, hơn 12 giờ. Lên cho tôi là tôi không biết cái danh sách là cái gì cả, thậm chí là danh sách đó, tôi nói thẳng luôn đấy đó. Đem cái phiếu tôi 134 hộ. Đem về tôi báo cáo ông chỉ là giả thử tôi biết phiếu mà tôi ghi thì tôi chịu hoàn toàn được là dân đánh tôi là tôi công nhận đúng. Trong khoảng 20 ngày vừa qua, nhiều cá nhân tổ chức đi hỗ trợ bà con nhân dân tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thực hiện một cách tự phát đã gây ra những bất cập nhất định. Không chỉ sai đối tượng nhận cứu trợ, nhiều đoàn tự ý di chuyển vào các vùng sạt lở, nước xiết, nguy hiểm đến tính mạng. Các đơn vị chức năng đã bận rộn phải ra tay giúp đỡ, gây nhiều phiền toái. Cái lực lượng chức năng đó, các cán bộ đó là chủ yếu để làm cái nhiệm vụ là cứu người và tiếp tế những cái trường hợp là rất là khẩn cấp.
họ có thể là ở trên nóc nhà, họ có thể là không có gì ăn có 2-3 ngày. Chứ bây giờ nếu mình đi cứu trợ mà cứ theo cái cách tràn lan thì không thể đủ phương tiện, không an toàn. Trong khi đó... Vâng, đấy quý vị ạ. Quý vị có thể thấy rằng là liên hệ với lực lượng chức năng thì việc trao quà cũng vừa nhanh chóng, vừa đúng đối tượng. Có lẽ một số người vẫn còn tâm lý e dè và sợ chính quyền thế này thế kia với tiền hoặc là quà cứu trợ. Điều này tôi nghĩ rằng là cũng có đấy, nhưng mà cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Còn về cơ bản thì lực lượng chức năng mới biết rằng là hộ này cần gì và hộ kia cần gì để có thể tư vấn cho các đoàn từ thiện trao quà cho đúng đối tượng. Trên thực tế thì việc làm thiện nguyện tất cả đều mang ý nghĩa tốt đẹp, xuất phát từ cái tâm và mong muốn là được cưu mang và chia sẻ giúp đỡ những người khác. Nhưng mà để làm hiệu quả một việc tốt thì ngoài tình cảm ra thì chúng ta cũng cần phải có lý trí nữa. Đồn biên phòng Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị. Trời mưa rất to nhưng bà con hai xã A Rơi và Ba Tầng đã có mặt ở đây từ sớm. Bà con mong lắm bởi nhóm của ca sĩ Phạm Phương Thảo là một trong những nhóm thiện nguyện đầu tiên đến được địa bàn này sau nhiều ngày giao thông bị chia cắt. Chăn, áo ấm, lương thực và cả tiền mặt nữa. Với họ, lúc này, đây là những món quà vô giá. Rất cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng hảo tâm, sự sẻ chia của đối với bà con bị bão lụt rất là lớn. Với sự hỗ trợ của các địa phương, hành trình của nhóm an toàn, thuận lợi. Dù điểm đến đều là những vùng đặc biệt khó khăn. Bộ đội biên phòng thì họ cập nhật cái tình hình cho mình là đi được thì mình mới đi. Mình lựa sức mình được đến đâu để mình có thể đối phó được. Mình đi đến đúng nơi. Đến đúng nơi rất quan trọng. Và cái quà gì trao ở đâu cho đúng cũng rất quan trọng. Đây là con đường mà Quỹ Trái Tim Nhân Ái phải vượt qua để đến được với Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị và Bệnh viện Đa Khoa Tam Kỳ, Bệnh viện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, nơi đang điều trị các bệnh nhân vụ sạt lở ở Trà Leng. Thay đổi kế hoạch khi giao thông tới Trà Leng chưa được khai thông, mục tiêu của đoàn là thăm hỏi các gia đình gặp nạn vẫn hoàn thành. Đó là nhờ thông tin và hỗ trợ của lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương. Nhiều nhà hoạt động thành công rút ra kinh nghiệm quý báu trong chuyến từ thiện ý nghĩa. Có rất nhiều người thì họ cần về những cái vật dụng gia đình, nhưng mà cũng có những cái người thì họ lại cần về những cái sinh kế lâu dài. Nhưng có những người thì họ cũng lại cần về những cái tư duy, cần về những cái giáo dục nhận thức để mà thay đổi. Cái đó nó mới là mang cái tính là bền lâu hơn. Để giúp đúng cái họ cần thì các nhà hảo tâm cần có một óc tổ chức bên cạnh tấm lòng và trái tim.